Lúc này trên sân khấu có một cặp vợ chồng vô cùng dễ thương, đó là Quốc Nghiệp và Ngọc Mai. Bây giờ mình trước khi vô cái nói chuyện sâu hơn thì mình xem một đoạn clip của anh Quốc Nghiệp trước được không ạ? Xin mời. Xin mời. Mà em còn cảm giác làm sao? Ôi khủng khiếp, em mũi lên nhìn là nổi da gà mà tí sợ mà. Nhưng mà đối với những người mà ở ngoài đây còn nổi da gà thì một cái người phụ nữ đang mang thai xem như vậy á, em có dám xem không? Lúc mà cái bước cuối cùng hụt lên hụt xuống. Dạ, thực ra thì em đã quen với những cái này rồi. Bởi vì em đã chứng kiến anh Quốc Cơ với anh Quốc Nghiệp tập luyện những cái màn còn kinh khủng hơn như vậy, nhưng mà chưa có dám để mà cho khán giả, đông đảo khán giả được xem thôi. Có những màn rất là kinh khủng thì trong nhà cảm hay là Ngọc Mai có cảm kiểu gì thì cũng không có bằng ý chí của hai anh, không thể cái gì mà cảm được. Anh chỉ diễn động tác như thế này thôi là đối với Ngọc Mai đó là một ân huệ rồi, tức là một cái gì mà nó nhẹ nhất rồi, tức là đã ưu ái cho bà bầu lắm rồi ạ. Vậy bản thân Nghiệp nha, chị hỏi cái này ha, có bao giờ riêng cái tiết mục hồi nãy có bao giờ mà em bị xảy ra cái xác suất không an toàn, sự cố gì không ạ? À, với cái động tác chồng đầu đi lên xuống cầu thang như vậy thì ít nhất 3 lần em và anh Cơ đã gặp nhiều cái tai nạn mà tưởng chừng như em sắp mất mạng. Và có nhiều lần em phải cắm đầu từ trên xuống bàn hoặc là dưới đất và em bất tỉnh ngay trước sân khấu với bao nhiêu hàng ngàn khán giả. Nhưng mà người ta hay nói là chết bất tỉnh trong vòng vài giây, thì lúc đó em hoàn toàn không biết một cái gì. Và sau đó thì em tỉnh dậy và em được đưa vào bệnh viện với một cái tâm trạng khi mà thức dậy là cả toàn thân đều đau và nhất là ở cổ không thể xoay được. Trời, bao nhiêu lâu em mới hồi phục? Em nghĩ rằng ít nhất là phải 3 tháng, nhưng mà với em hiện tại bây giờ thì nó không còn là cái sự hồi phục nữa. Bởi vì hằng ngày với cái thời gian tập luyện quá nhiều như vậy, nó chỉ có thể phải đau và vừa. Và với cái sức của em là phải em phải quen với những cái cơn đau đó thì mới chịu được cho đến ngày hôm nay. Chị nghe nói là em bị lệch một cái khớp cổ, sái khớp cổ gì đó mà rất là nguy hiểm đến một cái dây thần kinh. Dạ, chính xác hơn là em bị vẹo xương cột sống cổ. Bởi vì cổ người bình thường họ sẽ cong như vậy, để họ gặp lên gặp xuống, thì cổ của em đã thẳng như vậy bằng vẹo ra đằng sau. Bởi vì do cái cường độ em tập nhiều quá, cho nên là từ lúc nó thẳng cho đến khi mà em tập quá thì nó lại bị vẹo luôn ở ngược về sau. Có nghĩa là bây giờ em không có cúi xuống vậy được hả? Cúi xuống như vậy em bị hơi đau và em bị tê người. Trời ơi, đừng thấy cúi không? Đi em bớt. Không phải cuộc đời người ta có số không bao giờ cúi mặt. Từ nay cho đi Quốc Nghiệp ngẩng lên không, bởi vì cuộc đời lên không mà. Chị Mai ơi, em có một
em có hơi thắc mắc tí xíu, khi lần đầu tiên chị thấy cái cảnh mà anh Quốc Nghiệp, anh Quốc Cơ làm cái điều đó, cái cảm xúc của chị lúc đó như thế nào? À, khi lần đầu tiên lúc đó là Ngọc Mai chỉ nghe đồn là hai người này là giỏi lắm, nhưng mà mình cũng nghĩ xin lỗi chồng lúc đó là thật tình là nghĩ là ui xiết mà không để ý đâu, không quan tâm, nên là mình chỉ có lo việc của mình thôi. Thế là đến khi thấy hai ảnh chồng đầu lên nhau, quay vô bàn thờ tổ liền, lạy trời lạy tổ, tổ tổ phù hộ cho hai người này được được tai qua ngàn nạn khỏi, sao mà liều dữ vậy, tức là chửi hai mà người lúc này. Đó mặc dù sao chưa quen biết gì hết, không hề quen mà biết, vẫn quay vô cầu nguyện cho hai cái người đó. Mà không phải lúc đó nhìn xung quanh, không phải chỉ có một mình Ngọc Mai cầu nguyện, mà nhìn xung quanh tất cả các diễn viên đều quay lên cầu nguyện vậy nè. Như vậy có phải đó là cái điểm khởi đầu cho một chuyện tình hay không? Dạ lúc dạ chưa, bởi vì cũng nghĩ rằng thì là một người tài thôi thì mình quý mến thôi chứ. Dạ chắc là quý vị khán giả có người biết nhưng cũng có một ít người là tại vì sau này Ngọc Mai bước vào gia đình ngưng hát, cho nên là nhiều người không biết ca sĩ Ngọc Mai là một trong những người hát cái dòng nhạc opera mà cô ta được mời đi lưu diễn chung với anh chàng kế bên đẹp trai tài năng như thế thì không phải dạng vừa, cho nên ít nhiều gì cổ tâm sự tôi phải gỡ lại cho nhỏ em tôi là bà đẹp bà hay, cho nên tuyệt tình nhiều khi Mai nói chứ kệ đi, quan tâm gì lo luyện thanh. Nếu vậy thì cái ấn tượng của Nghiệp như thế nào? Tụi em thì thực sự ra đi giao lưu văn hóa cho Việt Nam mình và các nước ở trên thế giới rất là nhiều, chắc là mình đi phải ít nhất 5 lần, và trong 5 lần đó em cũng không có để ý tới Mai đâu, thực sự như vậy. Tâm trạng sao? Nói ngược lại bả rồi, bả là không thèm giờ mình á, bả nói khác ra đang. Tâm trạng em là như vậy, có lúc đó em và anh Cơ đang khởi động và làm nóng ở trong sân khấu, thì em nghe lúc mà chạy chương trình nó nghe một cái tiếng opera nào nó vang xa mà nó cao kinh khủng, mà hát cái bài Arian của Hàn hay Nhật mà. Hàn Quốc. Đây. Yêu em, yêu cầu liền. Hồi đó em rất là thích nghe cái bài này, bởi vì em nghe Arian mà cứ tưởng tiếng Việt cái gì có hồ lô rồi có đường Bùi Tư Toàn nghĩa trong đó. Cái em mới hỏi Mai, ủa Mai em hát cái nhạc opera này là tiếng Việt hay là tiếng Hàn vậy? Cái Mai trả lời em là không, tiếng Hàn á anh. Xong lúc đó mới nói chuyện với nhau, xong rồi sau cái chuyến đó cũng không có một cái gì nhớ nhung hay là cái lễ gì đặc biệt hết. Tới nhau xong rồi đi thêm vài chuyến nữa mới bắt đầu kể về những cái chuyện tâm sự với nhau, về khó khăn của nhau, rồi từ lúc đó mới quen nhau. Rồi đấy, em làm liền. Mai có thể nào hát tặng riêng Harry nha? Yêu cầu em, dạ, yêu cầu. Em yêu cầu chị đó chị. Một khúc và thôi. Khán giả ai cũng muốn nghe chị hát á. Arian ha. À, Ngọc Mai cũng lâu ngày quá rồi không có hát bài này, với là hơn nữa ngồi gần cái người mà đúng là xứ sở kim chi nên không dám uống rượu có mất thợ. Nếu như mà có gì thì Harion chỉ sao. Mà quen thuộc đi. Gì đó mà Mai không nhớ lắm. Đúng không em? Đúng không? Đúng không? Đúng tiếng Hàn không? Dạ đúng mà. Không biết đúng không? Phải đọc lên như con chim hót vậy trời. Nghe đã quá là không cần biết phát âm đúng sai luôn á. Mà đúng không em? Dạ đúng mà. Em nghe em cảm giác nhớ quê không? Em nhớ quê thì cũng nhớ quê, nhưng mà trời ơi giọng chị sao ngọt dữ vậy trời. Nhớ phải không em? Nhớ quê đúng không em? Dạ. Úp mặt xuống khóc đi. Mai trời. Tại vì cái này là phải khởi động, phải làm nóng cuống họng rồi phải luyện thanh. Mà bao nhiêu lâu không toàn, hát đó. Đây là hoàn toàn Mai đang có thai nữa cho nên tôi cũng hơi ngại. Để tôi nhờ và cô cất cái giọng hát lên là xóa hết tất cả những gì lo toan, cho nên ông Nghiệp ông mê là chết phải. Chết là phải. Ủa rồi ông ơi. Ông kém vậy đó quý vị.
cái đó Vũ Kim hot á. Cái đó là một bài ở trong cái nước ngoài đó thôi. Xong rồi lúc đó là đánh vào tim em phải không? Về mời em đi xem hát một cái. Hát cái bài bài gì em? Ave Maria của Cassini. Đó là cái giống như là cái dấu mốc mà để em thật sự em gục ngã trước cái cô gái này đúng không em? Nhưng mà chính vì cái dấu mốc đó mà em lúc sau em bị căng thẳng, bị khó chịu vì cái dòng nhạc. Tại này. Sao? Tại sao? Bởi vì mà có nhiều khi hai vợ chồng đâu có lúc nào cũng vui vẻ với nhau đâu, cũng thấy giận nhau rồi cãi nhau. Thì ngồi trên xe với nhau mà một cái là em bắt đầu em đang rất là hùng mạnh đúng không? Thì em đứng im lại, đứng hình luôn. Bởi vì cái tiếng xe trong ô tô nó êm quá, xong rồi nó cách âm, nó quất vô lỗ tai em một cái. Em điếng lỗ tai luôn á, sợ lắm. Nhưng mà khán giả cũng sẽ muốn biết thêm, bởi vì trong chương trình hôm nay chủ đề là tính chồng nết vợ. Vậy thì cái mâu thuẫn thường xuyên diễn ra giữa hai vợ chồng là cái gì? Cái tính của Nghiệp á. Ai nói trước? Ai nói trước cũng được. Thực sự ra thì em nghĩ rằng đối với em thì Ngọc Mai cũng không có cái gì gọi là khó tính hay là có một cái gì tật xấu. Nhưng mà chỉ có một cái tật xấu là gần đây nhất là khi mà bạn ấy có bầu á, có vẻ gây gắt khó chịu. Nhiều khi đang nằm ở cạnh giường với nhau xong rồi nó ủa anh hôi mùi ga quá. Cái mùi ga là mùi gì? Mùi bếp ga, cái mùi ga, mùi gas á. Xong rồi cái em nói ủa anh đâu có làm cái gì đâu, anh cũng ăn đâu có ăn sầu riêng gì đâu mà sao có mùi ga. Cái tức là anh thở ra thôi là Ngọc Mai nghe nó rõ ràng anh thở ra mùi ga. Mà giờ không biết làm sao để mà cho Mai đỡ ngửi chúng cái mùi đó, em không biết như thế nào á. Khi mình nói ủa sao mình kỳ vậy ta, sao tự nhiên mình nói chồng như vậy, là ổng nằm thu lưu một góc rất là tội nghiệp, lấy cái gối bịt lại nó rất là tội nghiệp. Còn cái tính xấu ổng rất là nhiều tính xấu. Ví dụ mọi người thấy đó, một Nghiệp hoàng tử quá là đỉnh đạt và đẹp trai đó. Nhưng mà khi ảnh về nhà là ảnh buông cái áo đó ra, ảnh buông cái mặt nạ đó ra hết. Và ảnh có một sở thích mà Ngọc Mai cảm thấy khó chịu đến tận bây giờ, từ ngày xưa cho đến bây giờ, đó là mê lau xe. Mê lau xe mê, nói thì có vẻ là cô vợ này kỳ quá, tại sao lại mê chồng mê lau xe thì có gì đâu ạ. Nhưng mà cái mê lau xe của ảnh mà nhiều khi làm mình rất là khó chịu. Giống xe như... gì em? Xe đạp hay xe hơi? Xe hơi, bất kỳ cái em đẩy ra chỗ rửa xe đó em cho làm thêm. Dạ không chị, ảnh nó chê những người rửa xe đó sẽ không sạch bằng anh đó. Và trên xe lúc nào cũng có một cái khăn, cái khăn đó em nói thật là sạch hơn cái khăn lau mặt nữa đó. Là bởi vì ảnh đó mình đi lau xe, có khi ảnh đi về, ảnh về rất là mệt mỏi, tức là đi diễn về thì đã tập cả ngày rồi, đi diễn về rồi là chở thêm cả em nữa đó. Nói là em ơi em có mệt không đó, em mệt thôi mình nhanh đi mà mình lên đi anh đó. Ừ mệt thì em nhắm mắt 10 phút đi em. Tức là mình cảm thấy lâng lâng hạnh phúc khi chồng yêu thương mình, nói là em ơi em có thể nghỉ ngơi trong xe 10 phút đi. Anh lau xe, anh lau xe. Kỳ vậy. Em không mệt hả? Không biết sao em bị cái tính từ hồi nhỏ. Có nghĩa là những cái vật gì mà em thực sự em yêu quý mà em thương nó, em sẽ giữ rất là kỹ. Em sẽ lau, em chăm chút cho nó. Giờ vợ của em có đem ra em lau không? Lau luôn. Anh có cái, có chị, có cái đó. Bởi vì em khi nãy cũng có nói chuyện với chị Ốc ở phía trong. Rồi xin nói thật luôn là tóc của Ngọc Mai là có Nghiệp đã tự cắt cho Ngọc Mai. Mặc dù là cắt không có đẹp. Cái gì? Cắt tóc cho vợ luôn đó. Tức là có những cái chăm chút vợ nhưng mà rất là khổ tâm. Nên hôm nay em chia sẻ một bạch đó là Mai à, em hơi lôi thôi lông mày em mà là quá trời lông mày luôn. Đứng ra đây là ảnh nó đè em ra nhổ nước mắt em giang vô. Cái gì vậy Nghiệp? Cái gì vậy anh Nghiệp? Còn đây là tóc của em rất là đẹp như thế này là nhờ công của anh Nghiệp đó. Cho nên không làm được kiểu gì hết đó, chỉ có cột được vậy thôi. Đó. Thì Nghiệp ơi, tại sao em làm như vậy? Tại sao em chăm chút tới cái mức độ đó mà bây giờ để vô vợ tố cáo mình kìa? Mà em xin hả? Em nói em lại đây anh cắt tóc cho hả hay sao? Không có, em nói là tóc em hơi dài, nhiều khi ngủ trên cái tay của anh á, bị dính vào tay, vào vai, vào mặt của anh khó chịu quá, để mai anh cắt giùm em cho. Ủa mà anh ơi, tại sao anh không ra tiệm cho cắt, người cắt cho đàng hoàng cho đẹp đẽ mà anh tự cắt gì anh? Đó là một cái anh sự... Anh nó tự tin lắm, anh nó có đầy đủ đồ tại nghề cắt ngang thôi mà em. Có nghĩa nếu là mà cắt... kéo ngang xuống cắt ra vậy thôi. Không, à. Nếu mà tóc nó dày quá cắt nó bị lởm chởm. Dạ, dạ đúng rồi. Nó bị lực sực gì nè. Không bao giờ đều được. Thực ra là tóc thì chẳng cắt nè. Em có coi trên mạng em học bằng cách cắt như thế nào, em cắt em có khả năng. Em học ở đâu cắt tỉa chân mày?
À không, để chân mày thì cái nào mà nó lòi ra dư mà em nhổ sao mà vợ nó mắc chảy ràng rụa. Giờ em biết có nhổ lộn mấy cọng ở trên không? Em thấy anh Nghiệp á giống anh Thành. Thành cũng nhẹ đẹp ra nhỏ hả? Anh Thành thì chỉ có chăm chút về cái ăn mặc của em thôi. Anh này thì cái khuôn mặt, cái tóc tai này nọ, em thấy hai người đàn ông này đều rất thích chơi búp bê. Tôi nãy giờ em nghe mà đúng chồng em không đó. Rất là đồng cảm luôn, em đồng cảm. Gửi hai ông này sống chung bữa đi. À, bây giờ vậy đi, sẽ có một vài cái câu hỏi trắc nghiệm dành cho cả hai vợ chồng. Bây giờ á, em sẽ ghi vào trong ba tờ giấy này, mỗi một tờ giấy á là một cái tật xấu của chồng. Còn Nghiệp, em cũng ghi ba cái tật xấu vô đây mà là tật xấu của em luôn nha. Chứ bà xã em là tuyệt vời lắm rồi, không có cái xấu gì hết trơn trời á. Thì em cũng không nhớ nữa. Nhiều quá không nhớ hả? Mai ơi Mai, Nghiệp á đẹp trai nổi tiếng vậy á, gái theo dữ không? Bạn nào nói chung là cũng có nhiều cô nhắn lắm. Nhưng mà có một cái là Facebook của ảnh với Facebook của em là hai cái máy nó liên thông với nhau. Anh nói em trả lời giùm anh đi. Rồi, thông báo cho tất cả các cô gái nào trờn dờn quanh Quốc Nghiệp là những cái gì mà các bạn nhắn vô là bà này bà coi hết. Mà nhiều khi những cái câu trả lời mà có vẻ ngọt ngào là bà luôn đó. Đúng rồi. Rồi, Nghiệp đã ghi xong ba cái tật xấu mà mình tự nhận thấy. Ghi nhiều lắm em ơi. Hậm hực bao lâu nay đó. Nhiều khi chương trình ngưng lại tuần sau cho bà viết luôn á. Xấu em á. Tật đầu tiên anh cảm thấy xấu đó là sạch quá. Cái này thì giờ mình nghe Mai chia sẻ rồi ha. Dạ. Sạch tới mức mà khó chịu luôn. Vâng. Và đi, cái này em cũng thấy nó hơi lo. Không cho chơi với con mạnh. Là sao em? Em thì thích chơi với thằng nhóc. Những cái bạo lực á. Nhưng mà nói chung là có để ý tới sức khỏe của nó chứ không phải mạnh. Nhưng mà Mai á thì hay bị sót về con. Ví dụ em chơi gì mà ta sót? Em hay cắn nhóc nè. Dạ. Cắn thằng nhóc. Em đỡ không được. Em hay cắn thằng nhóc nhưng mà tại vì nhóc nó thích cho nên là phải cắn nó mới thích được. Tức là thằng nhỏ nó không bao giờ có cơ hội cầm của nó được đẹp, mà cầm của nó luôn luôn có dấu thâm. Tức là thâm cái chỗ này xong rồi ngày mai bị cắn thêm dấu khác. Cắn sao cho nó bị thâm luôn thì sai rồi. Bây giờ nó đã thành quen rồi chứ cắn vô nó không có còn cái dấu gì nữa. Tí là em cắn coi em tới mức nó chai luôn đó hả? Ghê thiệt luôn. Ví dụ phải cắn cho nó đều, có nghĩa là cắn ngay chỗ này xong rồi phải cắn ngang qua đây cho nó thành cái vòng tròn. Cảm ơn em nha, em là người cha có tâm đó. Cắn mà phải cắn cho đều. Cắn cho đều đó. Tiếp theo là gì Harry? Vâng, tiếp theo là cáu gắt. Cáu gắt. Em hay cáu lắm hả? Em tức là anh đang kiện em á, anh đang nói em. Cái gì vậy? Tôi kêu là em ghi cái tật xấu của em. Đúng rồi. Chứ đâu phải ghi tật xấu của bả đâu. Tức là theo Nghiệp á, tật xấu của vợ là không cho chơi mạnh với con. À, vậy là cái tật này là tật xấu của em, là chơi mạnh với con. Dạ. Thôi được rồi, lỡ cái kia không sao. Là sạch quá hay là vợ em sạch quá? Vợ em sạch quá. Vợ sạch quá. Là... em mới tố người ta lau xe sạch sẽ sao giờ người ta tố em lại là em sạch quá. Sạch quá là không phải là về em mà vợ em, ví dụ nhóc nó bị chơi vừa dơ một cái tay cái anh, bọn này nhóc đi rửa tay đi. Xong rồi vừa bước một chút xíu là anh bồng mà nhóc đi rửa chân đi. Mà một ngày cứ rửa hoài. Hai người giống nhau trời cho rồi. Một cặp rồi ha. Dạ, bên này. Đây, bây giờ là những cái tật xấu của Nghiệp mà Ngọc Mai tố cáo đây. Mê cơm tấm, hủ tiếu mà biết vợ rất ghét. Thế sao? Rồi hai vợ chồng đi ăn cơm sáng ăn sao mà. Em? Dạ, tức là ảnh hỏi là em ơi, bây giờ em thèm ăn gì? Tức là cho em kể hết tất cả 10 món em thích ra thì đều bác bỏ cả 10, mà bác bỏ rất nhẹ nhàng. Và chở em tới hủ tiếu, nó hủ tiếu ngon lắm em, là mua hủ tiếu đi về. Vậy đó. Tiếp theo là Mai nói nè, không nhớ những gì vợ nói. Tức là vợ dặn dò sao em quên hết đó hả? Dạ. Ví dụ như áo quần, nói cái áo của anh em ủi xong để ở cái tủ, cái cánh ở phía ngoài. Anh nhìn lên là thấy cái áo thôi, màu trắng, ví dụ thế. Anh không hề thấy, hoặc là anh á, thực ra thì anh nó không phải không thấy mà em dặn xong anh quên mất rồi. Thì anh nói là em ơi thông cảm nhanh tại anh chồng đầu. Nó nãy em rờ đi, em rờ đi, em rờ cái đầu anh bị lõm đi. Anh bị chồng đầu cho nên anh không có nhớ gì hết. Tức là bất kỳ một cái gì trên cuộc đời này anh không nhớ, anh đều đổ lỗi cho chồng đầu là mình không nói được gì hết. Tiếp theo nè, không bao giờ biết đường nhưng không nghe ai. Trời ơi, sao giống cái tình huống hồi đầu anh với em làm của Harry. Dạ. Là hai vợ chồng có cãi nhau một lần rất kịch liệt. Đó là cái cô mà trên Google Maps á, đi thẳng ra phải, ví dụ thế.
Nó là không phải rẽ phải, rõ ràng nhà chị này ở bên trái. Anh kêu đi thẳng rẽ phải đó. Anh có tắt ngay cái cô đó không? Anh yêu cô đó hơn hay là nghe lời em hơn? Tức là cãi nhau kịch liệt. Rồi cuối cùng là nằm phải nằm trái? Cuối cùng là em đúng, do ảnh nữa. Một phần bởi vì không phải là cái địa chỉ nào nó cũng phải là không là có. Đúng. Đôi khi cái 3G á chị biết không, nó chạy chậm hơn, xong rồi cái nó chỉ tới đó, nó chỉ tầm bậy tầm bạ vậy đó. Nhưng mà nói chung là em tin cái bà đó hơn tin vợ đúng em. Đúng rồi, là anh sai rồi. Bà đó bà chỉ tàu lao. Nghe, bà chỉ tầm chợt cái vợ chồng người ta gây lộn. Bởi vậy tôi mai mốt là tôi bên nghiệp. Mai mốt bớt nghe lời bà đi là được, là em tại rồi. Tại vì cái bà chỉ đường có chỉ tàu lao. Nó có những cái tính mà cả hai chưa có gọi là chấp nhận nhau, nhưng mà những cái điều đó nó cũng rất là nhỏ, và cả hai đã hòa hợp được với nhau từ những cái điều mà mình chưa cảm thấy hài lòng đó, thì chính nhờ như vậy mà các bạn đã hạnh phúc được cho đến ngày hôm nay. Trước khi thay đổi cặp đôi thì tôi nghĩ đây là một món quà đặc biệt trong chương trình Là Vợ Phải Tế. Đây là một hot boy, một chàng trai mà tôi nghĩ là khi xuất hiện ở đây là mọi người phải trầm trồ, bất chấp tất cả các thanh niên đàn ông nào đã xuất hiện trong chương trình. Và mời chàng trai lịch lãm nhất của đêm nay. Dễ thương quá, lẩm chậm đi kìa. Trời ơi, tung tăng kìa. Bây giờ Quốc Nghiệp với lại Hùng Tâm sẽ biểu diễn cho mọi người xem nha. Dạ thưa quý vị, đây gia đình nhỏ của nghệ sĩ ưu tú Quốc Nghiệp và ca sĩ Ngọc Mai. Và để cho chàng trai mà tôi nói là xuất hiện ra sẽ tan chảy tất cả mọi người, Hùng Tâm nghỉ ngơi dưỡng sức, uống bú nhẹ một bình sữa, sẽ quay trở lại với quý vị. Chúng tôi sẽ xin phép thay đổi cặp đôi sau vài phút giải lao.